Cây cỏ xước là cây gì? Tác dụng thần kỳ cỏ xước trong đông y. Cỏ xước là cây thuốc có tính mát, quy vào kinh can, thận giúp thanh nhiệt, trị táo bón, giảm huyết áp, điều trị viêm gan, viêm đa khớp. Cùng tìm hiểu những công dụng chữa bệnh của cây cỏ xước, cách sử dụng và tác hại của dược liệu này. Mô tả về cây cỏ xước. Đặc điểm thực vật. Cây cỏ xước là một loại thực vật thân thảo, mảnh, hơi bông, sống nhiều năm. Cây có chiều cao dao động từ 1-2 mét, phân nhiều nhánh. Lá mọc đối, nhọn ở đầu, kích thước khoảng 24 cm bề ngang và 5-12 cm chiều dài. Trên lá có phiến hình trứng, méo nguyên, có cúm nhỏ. Hoa cỏ xước mọc thành cụm. Đông hoa có thể phát triển từ kẽ lá hoặc ngay đầu cành. Quả có hình bầu dục, bên trong chứa một hạt hình trụ. Rễ màu vàng, hình trụ dài. Rễ chính phình to giống như củ, xung quanh đâm nhiều rễ con. Cây cỏ xước có mấy loại? Cỏ xước có 4 dạng gồm: 1. Cỏ xước Ấn Độ. 2. Cỏ xước lông trắng. 3. Cỏ xước xù xì. 4. Cỏ xước màu xám đỏ. Trong đó, ở nước ta hầu hết loại cỏ xước lông trắng phổ biến hơn cả. Cây được thu hái về làm thuốc chữa được nhiều bệnh. Bộ phận dùng. Toàn thân cây cỏ xước. Trong đó, phần dễ được sử dụng làm thuốc chữa bệnh nhiều nhất. Thu hái sơ chế. Cây cỏ xước được thu hoạch quanh năm. Cả cây được đem về rửa sạch, cắt riêng phần rễ, thân, lá, thái mỏng rồi đem phơi hoặc sấy khô. Trường hợp chỉ thu hoạch rễ, vụ thu hoạch chủ yếu là vào mùa đông. Lúc này thân và lá đang héo khô và rễ đã phình to. Rễ cây được đào lên, cắt bỏ rễ nhỏ. Phơi rễ cho đến khi vỏ ngoài nhăn lại rồi hun khói vài lần với lưu huỳnh. Cuối cùng, cắt bỏ phần đầu nhọn của rễ, thái lát mỏng, phơi khô. Cỏ xước có tác dụng gì? Chữa bệnh gì? Theo Đông y, cây cỏ xước có tác dụng huyết, bổ can thận, mạnh gân cốt, trừ ứ, điều kinh, thông tiểu, giải nhiệt, giảm đau. Chủ trị: 1. Bầm máu. 2. Bầm máu. 2. Viêm gan. 3. Nhiễm trùng thận. 4. Tăng huyết áp. 5. Tăng cholesterol máu. 6. Sốt. 7. Bệnh gặp. 8. Kinh nguyệt không đều. 9. Bế kinh. Công dụng của cây cỏ xước theo nghiên cứu hiện đại. Cỏ xước giúp đẩy mạnh khả năng tổng hợp protein trong cơ thể. Thử nghiệm trên ếch cho thấy dịch chiết cồn cỏ xước gây ức chế tim ếch, khiến mạch máu giãn nở nên có tác dụng hạ áp, làm hưng phấn các cơ ở tử cung. Một số chất trong cỏ xước có tác dụng kích thích tiểu tiện, giảm đường và cholesterol trong máu, nâng cao chức năng hoạt động của gan. Hoặc chất xạ bổ nhìn trong dược liệu kích thích co bóp cơ chân tử cung. Thành phần Ecdysterone là một chất chống mang thai, ảnh hưởng đến sinh sản. Cồn chiết xuất từ cỏ xước gây ức chế trên tim động vật nhỏ. Trong khi đó, nước sắc từ dược liệu này lại thể hiện tính ức chế đối với cơ tim chó. Cỏ xước chống viêm, giảm đau, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thử nghiệm trên chuột lớn cho thấy cỏ xước làm giảm độ dính máu, chống đông máu. Ngoài ra, hoạt chất Ecdysterone trong cỏ xước còn thể hiện giảm đường. Cách dùng và liều lượng: ngày dùng 12-20 g dưới dạng thuốc sắc hoặc giã đắp. Ngoài ra, tác hại của cây cỏ xước. Hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh về tác hại của cây cỏ xước. Tuy nhiên, một số đối tượng có thể bị dị ứng với thành phần của dược liệu, gây ra những tác dụng phụ như nổi mẩn, ngứa da, tức ngực, khó thở, buồn nôn, choáng váng, trong người bứt rứt khó chịu. Ngưng sử dụng cỏ xước ngay nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu xấu nào xảy ra sau khi dùng thuốc. Bài thuốc chữa bệnh sử dụng cây cỏ xước. Chữa bầm máu, máu ứ bên trong do té ngã, nhức mỏi tay chân khi đi xa về. Lấy 100 g cỏ xước ngâm chung với 30 g sâm đại hành, 50 g dứa dại và rượu trắng cao độ. Để trong ít nhất 30 ngày. Mỗi lần uống 15 ml ít 2 lần trong ngày. Điều trị bệnh viêm gan, nhiễm trùng thận. Dùng 30 g cây cỏ xước kết hợp với các vị rễ cỏ chanh, sa tiền, mộc thông, phất rũ, la móng tay, trọng đài, mỗi vị 15 g. Sắc uống 1 thang trong ngày khi còn ấm. Mỗi thang chia làm 3 lần uống. Điều trị bệnh rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, huyết áp tăng cao, trong người bốc hỏa, táo bón. Chuẩn bị hạt muồng 20 g và cỏ xước 30 g. Hạt muồng đem sao vàng rồi sắc chung với ngưu tất uống mỗi ngày 1 thang. Chữa máu nhiễm mỡ gây tăng huyết áp, sơ vữa động mạch. Chuẩn bị thang thuốc bao gồm các vị cỏ xước và đường quy mỗi thứ 16 g, hạt lạc rời, sao vàng, xuyên cung, cỏ cứt lợn mỗi thứ 12 g, nấm mèo 10 g, hạt liên thảo 20 g. Trộn đều các nguyên liệu rồi đem sắc chung. Mỗi thang sắc chia 3 lần uống trong ngày. Kiên trì uống liên tục 20-30 ngày để thấy được hiệu quả. Chữa tăng cholesterol và triglyceride trong máu. Lấy 12 g cỏ xước, thái mỏng, cho vào ấm hãm như hãm trà hoặc sắc uống. Điều trị bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Dễ cỏ sức 20g, sao với rượu, tầm gửi cây dâu 16g, độc hoạt, sâm nam, vân quy, tần giao quế trì, bạch thượng, phòng đảng sâm mỗi vị 12g, tế tân 6g. Tất cả hợp thành một thang, sắc uống liên tục 7 ngày trong tuần sẽ thấy các triệu chứng của bệnh viêm đa khớp dạng thấp thuyên giảm rõ rệt. Trị đau lưng, mỏi gối, làm mạnh gân cốt, tăng khả năng cường dương, chữa bệnh phong thấp. Chuẩn bị cỏ xước, đỗ trọng, đương quy, sinh địa, tiên linh tỷ, tỷ giải, ý dĩ nhân mỗi vị 30g, đan sâm, kim anh, phụ tử, phòng phong, sơn thủ, thạch hộp mỗi vị 15g, hồ cốt 45g. Dã nát tất cả các vị thuốc trên, bọc trong túi vải rồi cho vào bình thủy tinh ngâm chung với 3 lít rượu. Để khoảng 7-9 ngày. Mỗi ngày uống 2 ly nhỏ khi bụng đang đói. Điều trị bệnh gấp. Đây là một trong những công dụng của cây cỏ xước được nhiều người biết tới. Người bệnh dùng cây cỏ xước phối hợp với lá tất bát, rễ cây cẩu trùng vĩ và rễ bưởi bung mỗi vị 15g. Thái mỏng thuốc rồi cho vào chảo xay vàng. Sắc thuốc với 4 bát nước lấy 2 bát thuốc đặc, uống 3 lần trong ngày cho hết. Liệu trình dùng thuốc tối thiểu 7 ngày, tối đa là 10 ngày. Sau đó nếu bệnh tình chưa bớt thì nên đi tái khám lại. Chữa tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, xơ vữa thành mạch, nhồi máu cơ tim. Lấy 6g rễ cỏ xước khô cho vào ấm sắc cùng với 10 cây thành lạch. Đổ 3 bát nước nấu cạn còn 1 bát. Uống thuốc sau khi ăn khoảng 30 phút liên tục trong 2 tháng liền. Nếu bệnh chưa dứt thì nghỉ 3 ngày rồi tiếp tục dùng liệu trình mới. Điều trị rối loạn kinh nguyệt, bệnh huyết hư ở phụ nữ. Lấy 20g rễ cỏ xước, củ gấu, nghệ xanh, sắc điến mỗi vị 16g, rễ gai 30g. Sắc thuốc ngày 1 thang chia uống vào buổi sáng, trưa, tối. Dùng liên tục 10 ngày. Phụ nữ mang thai tránh dùng. Điều trị thận suy, vàng da, tứ chi phụ thủng. Cây cúc bách nhật, sa tiền, cỏ mực, cỏ sữa, sao, mỗi vị 30g. Uống ngày 1 thang theo dạng thuốc sắc. Chữa tắc kinh hoặc bế kinh ở phụ nữ, Dùng 1 thang thuốc gồm 10g cỏ xước, 10g cây sung ý. Mỗi thang sắc uống làm 3 lần trong ngày. Điều trị sổ mũi trong các trường hợp bị viêm mũi dị ứng. Dùng quỷ châm thảo, lá diễn mỗi loại 20g, rễ cỏ xước 30g. Sắc thuốc với 400ml nước cho cạn còn 100ml. Chia 2 lần uống hết trong ngày khi thuốc còn ấm. Uống liền khoảng 5 ngày rồi ngưng. Trị mụn, làm đẹp da. Cây cỏ xước rửa sạch với nước muối, băm nhỏ rồi giã nát. Vắt nước cốt thoa lên da hoặc những nơi có mụn 2 lần mỗi tuần. Mỗi lần đắp trong 30 phút. Chữa sưng đau do thấp khớp. Bài 1. Cỏ xước, cỏ cứt lợn, nhỏ nồi mỗi vị 16g, thương nhĩ tử và ngải cứu mỗi vị 12g, phục linh 20g. Mỗi thang sắc 3 lượt nước. Sau đó trộn chung lại và chia làm 3 phần đều nhau uống vào buổi sáng, trưa, tối liên tục trong 10 ngày. Bài 2. Dùng thổ phục linh, cỏ mực mỗi vị 20g, ngải cứu, quả kẹo ngựa mỗi vị 12g, cỏ xước 40g. Sắc uống. Điều trị bệnh bạch hầu. Lấy 100g rễ cỏ xước tươi đem nấu với 150ml nước. Đun sôi kỹ, để nguội chia uống vài lần trong ngày. Chữa nóng sốt, chảy nước mũi. Dùng 30g cỏ xước kết hợp với 30g đơn bước. Đem 1 thang sắc kỹ gạn lấy nước chia 3 phần uống hết trong ngày. Trị bệnh quai bị. Cây cỏ xước tươi giã lấy nước cốt xúc miệng và uống. Phần bã đắp vào bên ngoài chỗ bị sưng đau do quai bị. Điều trị co giật, bại liệt, xơ vữa mạch máu. Sắc 40-60g rễ cỏ xước uống nhiều lần trong ngày. Lưu ý khi sử dụng cây cỏ xước. Đối tượng không nên dùng cỏ xước. Một phụ nữ mang thai. 2 người đang trong giai đoạn hành kinh ra nhiều máu. 3 nam giới đang bị di tinh, ngậu tinh. 4 người có vấn đề về dạ dày, đường ruột nên thận trọng khi dùng vì có thể gây tiêu chảy, đau bụng. Kiêng kỵ khi dùng cây cỏ xước. 1 ghét huỳnh hỏa. 2 sợ bạch tiền. 3 ghét quy giáp, lục anh. Trên đây là những thông tin bổ ích về cây cỏ xước, thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nhà thuốc ra nhiều video.